Thiên tài Văn Khang lập siêu phẩm cầu vồng giữa sa mạc. U23 Việt Nam thăng hoa tiến vào tứ kết. Hay U23 Việt Nam chơi bóng như trò đùa và chỉ ăn may nhờ bóng chết. Là những nhận định khá trái chiều dành cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sau chiến thắng trước U23 Malaysia. Dường như tấm vé đi tiếp chưa đủ để đại diện Đông Nam Á nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ truyền thông, khi rất nhiều tranh luận vẫn đang nổ ra về chất lượng chơi bóng của binh đoàn Rồng Vàng. Còn các bạn, mọi người nghĩ sao về siêu phẩm của Khuất Văn Khang cùng màn trình diễn từ những cầu thủ còn lại? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip tụi mình nha. Theo đó, tính chất sống còn của trận đấu giữa hai đại diện Đông Nam Á khiến cho 90 phút trên sân vận động Khalifa được theo dõi rất kỹ từ báo chí quốc tế. Với nhìn nhận khách quan, tờ Siam Sport của Thái Lan nhận định U23 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước U23 Malaysia và hai bàn thắng có được là vô cùng xứng đáng. Các cây viết đến từ xứ sở Chùa Vàng cũng nhắc lại chuyện với phong độ thuyết phục. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có vé vào tứ kết nhờ 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Tại góc nhìn của người trong cuộc thì tờ The Star của Malaysia đã tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của thầy trò Juan Torres Garrido. Việc không giành được điểm nào trong hai cuộc đấu khiến tập thể áo vàng bị loại sớm và chỉ còn cuộc chạm trán thủ tục trước U23 Kuwait. Khó trách góc nhìn khắt khe vừa nêu khi mà các fan của Mã Lai đã phải đợi quá lâu cho giấc mơ được dự Olympic. Thậm chí phát ngôn mạnh mồm về việc có mặt ở Thế vận hội Paris của huấn luyện viên Juan Torres Garrido đã bị đào lại và khiến cho tờ Cosmo ngán ngẩm lên bài. Giấc mơ Olympic đã chấm dứt với U23 Malaysia chỉ sau 2 thất bại liên tiếp. Tất nhiên, ngoài việc chê trách các cầu thủ áo vàng mắc không ít sai lầm cũng như bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn, truyền thông của Malaysia cũng dành lời khen cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò. Chính sự kín kẽ sau khi có bàn thắng của U23 Việt Nam đã khiến cho báo chí nước bạn khâm phục và họ còn mạnh dạn nhận định hàng thủ mới là nền tảng đưa binh đoàn Rồng Vàng đến với thành công. Quả thật là quan điểm hay, và để làm bới bầu không khí thì hãy cùng tìm hiểu xem báo chí Trung Quốc nghĩ gì về cuộc đấu vừa qua. Với ngòi bút sắc bén, tờ Sohu không hề nể nang Malaysia mà in đậm dòng tiêu đề cùng nội dung: U23 Việt Nam bùng nổ và dễ dàng đánh bại đội quân nhập tịch Malaysia. Ai cũng hiểu tờ báo xứ tỷ dân muốn nhắc đến chuyện tiền đạo Fergus Tiani cùng vài nhân tố nhập tịch khác chưa thể đem đến chiến thắng cho thầy trò Juan Torres Garrido. Những sự bổ sung kể trên cơ bản không giúp cho U23 Malaysia tạo nên bất ngờ khi mà đối thủ của họ đang dần tìm được sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Điều này khiến cho tờ Sohu ấn tượng với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng hành trình mà ông trải qua cùng bóng đá trẻ nước nhà. Rõ ràng U23 Việt Nam xứng đáng nhận được sự tôn trọng sau hai chiến thắng, nhưng điều kỳ lạ là không ít fan quốc tế lại chưa nhìn ra điều đó. Thậm chí khi mà đại diện tối qua bước vào giờ nghỉ, nhiều fan Malaysia còn mơ về một cuộc lật đổ cho đội chủ nhà bằng nhận định Malaysia sẽ có màn lội ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2. Kết quả chung cuộc sẽ là Việt Nam nhận thất bại 2-4. Ở góc độ kém văn minh hơn thì một fan Mã Lai cho thấy cái nhìn thiếu công tâm cùng dòng bình luận như sau: Malaysia rất mạnh nhưng kém may mắn hơn một chút. Còn Việt Nam thì chơi bóng như chuyện đùa vậy. Dù sao thì cũng chúc cả hai đội gặp nhiều thuận lợi. Tất nhiên những bình luận hiếu chiến trên cũng chẳng hề ảnh hưởng tới chất lượng chơi bóng của Bùi Vĩ Hào và các đồng đội. Tình huống kiếm về quả 11m của ngôi sao Bình Dương cùng pha đá phạt đền thành bàn sau đó đến từ Võ Hoàng Minh Khoa đơn giản là làm dư luận đảo chiều. Minh chứng cho luận điểm này là nhiều comment quay xe của chính các fan Mã Lai với lời khen dưới đây là một ví dụ. Phải thừa nhận là Việt Nam chơi hay và thông minh hơn hẳn Malaysia. Chúng tôi cần học hỏi thêm từ các bạn và Thái Lan để phát triển. Chúc các đội tuyển ASEAN có thể tiến sâu ở giải đấu này với sự ủng hộ từ Mã Lai. Khó có màn quay xe nào nhanh tới vậy. Và điều đáng chú ý là không chỉ thay đổi góc nhìn về đối thủ, nhiều cổ động viên Mã Lai còn tức giận trước việc đội nhà đã chính thức bị loại và buông lời cay đắng cho huấn luyện viên Juan Torres Garrido bằng dòng chê trách. Thực sự thất vọng, có huấn luyện viên trình độ nào lại để đội bóng của mình chịu tới 5 quả phạt đền trong 4 trận đấu liên tiếp hay không? Ở góc nhìn bức bối không kém thì một fan còn phủ nhận sự thăng hoa của U23 Malaysia bằng comment gây tranh cãi: Việt Nam sau cùng cũng chỉ chiến thắng nhờ bóng chết mà thôi. Mã Lai dưới thời của huấn luyện viên ông Kim Sui chơi tốt hơn hiện tại, còn trận đấu tối qua đã có quá nhiều tình huống bị lãng phí. Đâu có sự căng thẳng nào lớn hơn thế. Và điều đáng nói là không chỉ các fan hai đại diện Đông Nam Á theo dõi cuộc đấu trên, nhiều cổ động viên của Indo cũng quan sát rất kỹ các đại kình địch và sớm đưa ra lời nhắn nhủ cùng nội dung: Xin chúc mừng Việt Nam, còn người hâm mộ Malaysia cũng đừng nản lòng, chúc các bạn may mắn lần sau. Rõ ràng các fan đang dành sự quan tâm lớn đến những màn trình diễn của những tập thể trong khu vực. Thậm chí nhiều người còn mơ về các đại diện Đông Nam Á sẽ có thể tiến sâu
để tạo ra cuộc đụng độ nảy lửa tại chặng cuối cùng của giải đấu. Kịch bản đáng mong chờ trên được một cổ động viên vẽ ra cùng bình luận: Indo và Việt Nam sẽ gặp nhau ở bán kết. Tôi có thể thấy được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ từ hai đội này. Quả thật là hưng phấn, nhưng chúng ta sẽ cần đánh giá thuần chuyên môn hơn một chút từ AFC. Chỉ ít phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Liên đoàn bóng đá châu Á đã cập nhật về cuộc thứ hùng cùng dòng mở bài: Việt Nam đánh bại Mã Lai 2-0 để điền tên mình vào vòng tứ kết. Ngay sau thông tin tổng quát trên, AFC đã điểm lại những điểm nhấn chính của trận đại chiến, đến từ việc các bên giằng co quyết liệt từ đầu hiệp 1 cho đến tình huống sút phạt để đời của Khuất Văn Khang. Tất nhiên, những cây bút của Liên đoàn bóng đá châu Á cũng rất công tâm khi nhận định Malaysia có nhiều thời điểm gây áp lực lớn lên khung thành của Quang Văn Chuẩn. Thế nhưng lời khen vẫn được dành cho thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội khi anh cùng các đồng đội bình tĩnh hóa giải những tình huống vây hãm từ đối phương trước khi Bùi Vĩ Hào kiếm về một quả penalty. Cập nhật trên sau đó đem về chiến thắng 2-0 cũng như tấm vé đi tiếp cho U23 Việt Nam. Việc này lập tức được AFC cập nhật trên mạng xã hội của mình và nhận về bão tương tác. Điều đặc biệt là cơ quan quản lý quyền lực còn nhắc lại chiến tích lịch sử của đại diện Đông Nam Á bằng dòng trạng thái: Á quân 2018, Việt Nam có vé vào tứ kết. Rõ ràng khởi đầu thuận lợi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã mang đến cho nhiều sự kỳ vọng về việc kỳ tích Thường Châu có thể lặp lại trên đất Tây Á. Vẫn là hơi sớm để kiểm chứng nhận định trên, nhưng sự hưng phấn mà U23 Việt Nam đem lại đã tăng cao đáng kể sau siêu phẩm để đời của Khuất Văn Khang. Mọi chuyện ấn tượng đến mức AFC đã highlight riêng Phan Lập Công lên fanpage và dùng từ thiên tài để mô tả cầu thủ 20 tuổi. Thậm chí ở góc độ bay bổng hơn, các chuyên gia còn sáng tạo ra thuật ngữ cầu vồng giữa sa mạc để mô tả lại cú đá đẹp mắt nhưng đầy hiểm hóc từ ngôi sao câu lạc bộ Viettel. Quả thật là hưng phấn khi cách đây 6 năm, Quang Hải cũng nhiều lần tạo ra siêu phẩm tại sân chơi danh giá nhất cấp độ bóng đá trẻ châu Á. Và rõ ràng với quan sát thuần chuyên môn, sự tiến bộ của U23 Việt Nam sau hai trận đấu là khá dễ nhận ra. Tuy vậy, nếu nhìn nhận dưới bối cảnh giải đấu vẫn còn rất dài, thì có lẽ Khuất Văn Khang và các đồng đội vẫn nên để đôi chân trên mặt đất. Những chiến thắng vừa rồi chỉ làm giảm đi, chứ chưa hề khiến cho sức ép bủa vây thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn biến mất hoàn toàn. Bất kỳ giữ nơi lỏng nào cũng sẽ phải trả giá. Và thậm chí ở cuộc đối đầu cuối cùng ở vòng bảng, U23 Việt Nam cũng phải chơi hết mình để tìm được lợi thế trước U23 Uzbekistan. Cuộc hành trình đơn giản mới chỉ bắt đầu và binh đoàn rồng vàng nên tận dụng sự ủng hộ từ truyền thông để gia tăng sự tự tin cho các cuộc đấu sắp tới. Không ai muốn làn sóng chỉ trích dữ dội quay trở lại và có lẽ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ là người nhận nhiệm vụ đưa bóng đá nước nhà thoát khỏi giai đoạn đáng quên này.